Niệm Phật, thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 7: Nhân quả. 7.1. Phật Pháp nói: Quả báo thông tam thế, nghĩa là quả báo thông ba đời. Thứ nhất là hiện thế báo, nghĩa là quả báo đời này. Đây là do tạo tác thiện ác rất lớn, đời này thay đổi vận mạng liền có báo ứng. Thứ hai là sanh báo, tức là quả báo đời sau. Đời sau nhận quả báo không phải trong đời này. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là quả báo về sau. Hậu báo thì không nhất định ở đời nào, kiếp nào, có thể là ngàn vạn kiếp về sau. Vì vậy, quả báo nhất định, nhân duyên đầy đủ mới có thể có báo ứng. Bây giờ tạo nghiệp là nhân, nếu duyên không đủ, quả báo không thể hiện ra. Nhưng nghiệp nhân đã có, sớm muộn gì khi gặp duyên, quả báo liền hiện ra. Vì thế nhà Phật thường nói: Bất tị bất báo, thời thần vị đáo. Nghĩa là không phải không có báo ứng, thời gian chưa đến mà thôi. Dù cho có nhân ác, không có duyên ác, đời này không nhận quả báo ác. Có nhân ác, đời này lại tiếp tục không ngừng tạo ác, duyên liền có. Nhân duyên đầy đủ, đời này quả báo ác liền hiện ra, vô cùng nhanh chóng. Chúng ta có thiện căn, đời này đoạn ác tu thiện, duyên ác dứt rồi, duyên thiện mỗi ngày tăng lên. Ngày ngày tu tích lũy, quả báo thiện liền có thể hiện ra trước. Quả báo thiện nhất chính là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đời này hưởng phước là quả báo tu phước ở đời trước, phước báo đời trước tu được, đời này hưởng không hết. Dù có làm nhiều việc ác, nhưng thật ra thì phước báo đã bị giảm rồi. Nhưng phước tu đời trước quá nhiều, tuy đời này làm ác, phước báo đến đời này vẫn còn dư, nên vẫn còn hưởng phước. Nhưng mà quý vị phải biết rằng, phước báo đó vốn dĩ có thể hưởng đến mấy đời, đời này lại hưởng hết, đời sau liền không còn nữa, liền đọa lạc. Đây là sự thật. Có người đời này không tốt, cả đời vất vả vì khốn khó, nhưng tâm địa tốt, ngày ngày làm việc thiện. Đó là đời quá khứ đã tạo tác ác nghiệp. Đời này có quả báo như vậy, thiện nghiệp đời này tạo, đời sau mới kết quả. Hiểu rõ nhân quả ba đời mới hiểu được trên đời không có chuyện được lợi hơn người ta, cũng không có chuyện bị thua thiệt. Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp báo đáp lẫn nhau, báo đi báo lại. Chân tướng lục đạo chính là như vậy. Đây là điều thảm thương biết bao, đau lòng biết bao. Hiểu rõ đây là hiện tượng quả báo tiếp nhau không ngừng, thì cuộc đời này cho dù có bị thua thiệt, bị lừa gạt, chịu làm để trả nợ, lâu dần trả hết nợ rồi, người khác nợ ta bu thí hết cũng không cần đòi. Tâm chúng ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh trí tuệ khai mở, tu hành như vậy chắc chắn có thể chứng quả. 7.2. Tổ Ấn Quang cực lực đề xướng liễu phàm tư huấn, mục đích là dạy chúng ta thực sự tin tưởng nhân quả báo ứng. Trong cái xã hội hiện đại này thì đây là việc lớn gấp gáp nhất. Tại sao vậy? Phật Pháp suy thoái rồi,
Nho gia cũng bị vứt bỏ rồi, lòng người không giống như xưa. Tư tưởng, kiến giải của chúng ta không có tiêu chuẩn. Thế giới đã loạn lắm rồi, thế giới đại loạn. Nếu ai ai đều có thể tin sự thật nhân quả báo ứng, thì khởi tâm độc niệm cũng có thể bớt phóng túng một chút. Đối với sự ổn định của xã hội, trật tự của xã hội có sự hỗ trợ rất lớn. Vì thế Ngài cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, tự cầu được nhiều phước. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Ngài dùng cảm ứng thiên làm tiêu chuẩn của thiện ác, bỏ ác làm lành, dùng Di Đà Kinh yếu giải làm sạch thân tâm chúng ta, cầu sanh tịnh độ. Liễu phàm tứ huấn giúp chúng ta xây dựng quan niệm nhân quả. Đây là chánh tri chánh kiến, nhất định phải biết chân tướng của 10 pháp giới chính là trong một sát na 900 lần sanh diệt. Hiện tượng nhân quả báo ứng tiếp nhau không ngừng. Thiện có quả thiện, ác bị báo ác. Tục ngữ dạy, bất thị bất báo, thời thần vị đáo. Nghĩa là không phải không có báo ứng, mà là chưa tới lúc mà thôi. Bạn thật sự nhận ra rồi, thật sự hiểu rõ rồi, mới biết nỗ lực bỏ hết các việc ác, làm hết các việc lành. Người học Phật thì nhiều, nhưng người thật sự tu hành thì không nhiều. Vì thế không chuyển đổi nghiệp lực, vẫn không có cách tránh khỏi cộng nghiệp. Ai ai cũng có thể hiểu rõ đạo lý này. Ai ai cũng có thể nỗ lực tu hành. Mỗi người tự chuyển biệt nghiệp của mình cũng chính là chuyển cộng nghiệp, thì trái đất này sẽ không gặp nạn. Thực sự tin nhân quả, người này có phước. Người không tin nhân quả thì không có phước báo. Tuy là trước mắt có phước báo, đó là do đời trước có tu, hưởng hết thì không còn phước nữa. Nhân là tạo phước, quả là hưởng phước. Bản thân không tạo phước, lấy đâu ra phước mà hưởng? Muốn hưởng phước, trước hết phải tạo phước. Loài người phá nhiều rừng xanh, không biết trồng cây xanh, chỉ mưu cầu cái lợi ích trước mắt, không quan tâm đến tương lai, sanh tử, tồn vong của loài người trên toàn thế giới. Tâm địa ô nhiễm nghiêm trọng biết bao. Ngày nay, dùng phương pháp gì đều không thể trị được căn bệnh lớn trước mắt. Nếu ai ai đều có thể tin sâu nhân quả báo ứng, không dám có tâm xấu ác, không dám làm việc xấu ác, nhanh chóng quay đầu lại, thì vẫn còn cứu được. Nếu không thể tin được thì không còn cách cứu nổi. 7.3 Phước đức, trí tuệ, khỏe mạnh, sống lâu đều có được từ nhân bố thí. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh, sống lâu. Giàu sang ai cũng muốn, trí tuệ ai cũng muốn, sức khỏe sống lâu lại càng muốn hơn. Ba cái này đều muốn có mà không chịu tu nhân, đi đâu cầu đây? Cầu không được đâu, chỉ có tu nhân thì mới có thể được quả báo. Bố thí tài, của cải chắc chắn không thiếu, bố thí pháp chắc chắn tăng trưởng thông minh trí tuệ, bố thí vô úy nhất định được khỏe mạnh, sống lâu. Bạn không cầu cũng chắc chắn có được. Bạn trồng nhân nào thì chắc chắn được quả báo đó. Giàu sang, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu là điều ai ai cũng muốn có. Muốn có mà không chịu trồng nhân
ở đâu có mấy quả báo này? Cầu Phật, Bồ Tát, muốn lợi dụng sự phù hộ của Phật, Bồ Tát, hối lộ Phật, Bồ Tát, mỗi ngày cúng dường nhiều một chút, đó là giả, không có ích lợi gì. Bạn thật sự có thể y theo lời Phật dạy mà tu hành. Trong nhà bạn không cúng dường tượng Phật, không đốt nhang, không cúng hoa quả, đều không sao. Bạn tu nhân như vậy thì được quả báo như vậy. Chắc chắn được vậy. 7.4 Phú quý vinh hoa là việc phải xem xét lại, không phải là đi giành được đâu. Trong số mạng có, không tranh giành cũng có. Số mạng không có, tranh giành cũng không được. Vì thế cổ nhân nói: nhất ẩm, nhất trác, mạc phi, tiền định. Nghĩa là một miếng ăn, một miếng uống đều đã được định trước. Không trồng nhân, ở đâu có quả báo? Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thế gian, nếu chúng ta muốn có được quả thiện thì phải nỗ lực đi tạo nhân thiện. Lời dạy của các bậc thánh hiền xưa là chân lý, là kinh nghiệm tích lũy mấy ngàn năm, kết tinh của trí tuệ, không giống với ngôn luận sách vở người hiện đại, đều là hoàng xiên bậy bạ. Đọc nhiều sách cổ như Liễu Phàm Tư Huấn, Cảm Ứng Thiên, chuyện trong sách kể đều là sự thật. Thánh hiền ngày xưa đã nói: công danh phú quý trên đời là do số mạng, là nhân thiện của bản thân. Tiện duyên của tổ tiên nhiều đời đã tu thiện tích lũy công đức mới làm cho con cháu phát đạt. Nhân thiện và duyên thiện cảm ứng mới làm người một nhà. Trên đời tuyệt không có việc may rủi. Phải hiểu được cưỡng đoạt của người khác vẫn là của đã có trong số mạng bản thân thì thật là oan uổng. Không đi giành giật của người ta, bản thân cũng có nhiều như vậy. Người bị người khác tổn hại là do trong số mạng không có, không bị người khác lấy đi, cũng bị tiêu hao hết. Đây mới phù hợp định luật nhân quả. 7.5 Của cải vốn đã có trong số mạng. Trong số mạng không có thì không thể phát tài. Nếu số mạng không có của cải mà bạn có cách để phát tài thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bái bạn làm thầy. Vì Ngài không có cách nào làm được, bạn lại làm được. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không nằm ngoài định luật nhân quả. Việc này chúng ta nhất định phải biết. Thật sự là nhất ẩm, nhất trác, mạc phi, tiền định. Ai định vậy? Bản thân mình định. Đời này nhiều tiền của là do đời trước tu nhiều bố thí tài. Đời này thông minh trí tuệ là do đời trước tu nhiều bố thí pháp. Đây là quả báo đời này có được. Phật nói: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này, muốn biết quả đời sau thì xem đời này đã làm gì. Muốn biết đời trước đã làm những gì thì chính là quả báo hưởng được trong đời này. Muốn biết đời sau quả báo thế nào, đời này đã làm những gì, chính là nhân của quả báo đời sau. Đã biết của cải là do trong số mạng đã có, còn đi cầu xin để làm gì? Biết nhân quả báo ứng thì mới có thể an phận tủ thường. Nếu không, dùng đủ mọi thủ đoạn, cách thức không chính đáng để có được của cải. Phật Pháp gọi cái này là bất định chi tài, nghĩa là của cải không trong sạch, vẫn là trong mạng phải có. Vì tất cả tạo tác
là do sử dụng sai cái tâm, oan uổng làm sao. Dùng tâm thanh tịnh, nó tự nhiên cũng có thể có, hà tất phải sanh ra mấy cái nghiệp xấu ác, tạo mấy cái nghiệp xấu ác đó. Nghĩ đủ mọi cách để giữ lấy của cải, chỉ sợ của cải mất đi. Nào ngờ rằng, dù cho có thân tâm lao khổ đến mức nào, cũng chưa chắc giữ nổi. Như thị chí cánh vô nhất tùy giả, nghĩa là cho đến khi chết đi, không đem theo được gì. Chí cánh chính là thân tâm mãi khổ nhọc đến già chết, vẫn là không mang theo được một thứ gì. Thật là vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, nghĩa là tất cả không mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Một đời tạo nhiều tội nghiệp thì mang theo tội nghiệp rồi, ngoài tội nghiệp ra không mang theo được một thứ gì. Thiện ác họa phước truy mạng sở sanh, nghĩa là thiện ác họa phước theo mạng mà sanh ra, kết quả có được chính là như vậy. Tu thiện mang theo nghiệp thiện, tạo ác mang theo nghiệp ác. Ác thì sau này quả báo cảm ứng chính là tai họa, thiện thì sau này kết quả chính là phước đức. Từ đó có thể biết họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, nghĩa là họa phước không tự nhiên có, chỉ do con người tự tạo ra. Tạo khẩu nghiệp sẽ bị đọa địa ngục bạc thiệt, nghĩa là kéo lưỡi. Địa ngục là do nghiệp lực bản thân biến hiện ra, không phải là do người khác biến hiện ra. Bản thân biến hiện ra địa ngục, bản thân tự đi chịu quả báo. Người nào không tạo nghiệp ác? Đã tạo nghiệp ác thì nghiệp lực sẽ biến hiện ra cảnh giới này để cho bản thân tự chịu. Vì thế tạo nghiệp thiện thì hưởng thọ quả thiện, tạo nghiệp ác thì chịu quả báo ác. Quả báo không phải là do người khác cho bạn, không ai tạo ra cả, tất cả là tự bản thân biến hiện ra. Cho nên Phật nói tùy tội thú hướng, nghĩa là theo tội mà hướng về. 7.6. Nhân của khỏe mạnh sống lâu là bố thí vô úy. Phóng sanh và không sát sanh đều thuộc về bố thí vô úy, làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi nỗi sợ hãi, xa rời hết mọi lo lắng, khổ nạn. Cái này gọi là bố thí vô úy. Chúng ta giúp người khác thoát khỏi khổ nạn, có được sự bình an, loại bố thí này sẽ được quả báo khỏe mạnh, sống lâu. Khi người khác gặp phải sự hành hạ về mặt tinh thần, thể xác, cảm thấy bị uy hiếp, mà bạn có thể bảo vệ họ, làm cho họ không sợ hãi, không lo lắng, đây là bố thí vô úy. Vì thế, phóng sanh thuộc về bố thí vô úy. Bạn thấy mấy loại động vật nhỏ sắp bị người ta giết hại để ăn thịt, bạn mua chúng rồi thả chúng về với rừng núi, thả về trong môi trường nước, chúng không còn sợ hãi, không còn những lo lắng, đây thuộc về bố thí vô úy. Bố thí vô úy được quả báo mạnh khỏe sống lâu. Có của mà không chịu bố thí thì sẽ gặt quả báo nghèo khó. Tiết pháp, bản thân hiểu biết pháp thế gian hoặc Phật pháp mà không chịu chỉ lại cho người khác, không chịu tu bố thí pháp thì gặt lấy quả báo ngu si. Bố thí vô úy thì ngược lại, uy hiếp người khác, làm người khác thân tâm không yên, quả báo
chính là nhiều bệnh tật, chết yểu. Tường giúp đỡ người bệnh, bản thân sẽ không sanh bệnh. Tường giúp đỡ người già, bản thân sẽ không già yếu. Mặc dù tuổi cao, nhưng sức khỏe còn giống người trẻ tuổi. Trước đây không ít người từng gặp qua lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Lão cư sĩ đã 95 tuổi mà không cần người chăm sóc, đi cũng không cần ai chịu đỡ. Ngài khỏe mạnh, sống lâu là quả báo của bố thí vô úy. Ngài dùng Phật Pháp, dùng y thuật giúp đỡ rất nhiều người già bị bệnh. Vì thế, bản thân Ngài có được quả báo tù tánh như vậy. Nhất thiết không được ruồng bỏ người già bệnh tật. Ruồng bỏ người già, người bệnh thì sau này bản thân bị bệnh. Tuổi đã già rồi, người trẻ tuổi sẽ ruồng bỏ lại bạn. Quả báo chính là như vậy. Trồng nhân nào thì có được quả báo đấy. Nhân duyên, quả báo, tơ hào chẳng sai. Vui vẻ, sống lâu, khỏe mạnh từ đâu mà có? Từ trong tâm thanh tịnh, trong tâm khỏe mạnh, thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Vì thế tâm địa thanh tịnh, không có bị bệnh gì. Không những không bị bệnh, tôi thường nói không chết. Thật đấy. Tôi hỏi bạn, tôi có thể bị chết không? Tôi nói cho bạn hay, tôi nhất định không chết. Đây là sự thật. Sẽ không có bệnh, sẽ không chết. Là sống mà vãng sanh tịnh độ với A-di-đà Phật. Dùng phương pháp gì tu tâm thanh tịnh? Dùng phương pháp tụng kinh vô lượng thọ, niệm A-di-đà Phật. Đây không phải là mê tín. 7.7 Phật thường dạy chúng ta, đối với bất kỳ một chúng sanh nào, đều không dám mang lòng tổn hại. Đây chính là điều mà nhà Phật thường nói, Bồ Tát quý nhân, chúng sanh quý quả. Nghĩa là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh nhìn thấy quả báo hiện tiền mới sợ hãi. Lúc này có sợ hãi cũng không cách gì đánh khỏi quả báo ác. Nhưng đã tạo rồi, nhất định chịu quả báo. Bồ Tát biết rằng có nhân chắc chắn có hậu quả. Vì thế khởi tâm độc niệm đều chú ý cẩn thận, không tổn hại người, càng không tổn hại tập thể, nên có được quả báo thanh tịnh viên mãn. Trong kinh tường nói, Bồ Tát sợ nhân, Bồ Tát hiểu rõ chân tướng sự thật, cho dù có chịu khổ cực lớn cũng không oán trời, không trách người. Bồ Tát biết rằng quả báo tự mình chịu, chịu xong quả báo ác, nhân thiện chín mùi thì quả thiện sẽ hiện tiền. Đây mới là người thật sự có trí tuệ, hiểu rõ chân tướng sự thật. 7.8 Chuyển tương khắc tặc, nghĩa là sát hại lẫn nhau, là nói sự tuần hoàn của quả báo, tuần hoàn của việc sát hại. Đời này bạn sát hại người ta, đời sau người ta sát hại lại bạn. Quả báo là sự tuần hoàn qua lại, không có chuyện được lợi hơn người, cũng không có chuyện bị thiệt thòi. Oan oan tương báo mới là chân tướng sự thật của lục đạo luân hồi. Nghiệp nhân quả báo tuần hoàn không ngừng. Trong kinh Phật thường nói, nhân tử vi dương, dương tử vi nhân. Nghĩa là người chết rồi làm dê, dê chết rồi làm người. Lục đạo là tuần hoàn. Hôm nay bạn giết nó, chính là thiếu nó một mạng. Đời sau khi nó làm người, bạn biến thành súc sanh,
nó sẽ giết lại bạn. Tương tùng cộng sanh, cánh tương báo tường, nghĩa là theo nhau cùng sanh để báo đền lẫn nhau. Nếu chúng ta thông suốt hai câu này, thì ngày nay có bị người trên đời này vị bán, làm nhục, hà hiếp, tâm chúng ta cũng sẽ bình tĩnh. Vì sao người ta không vị bán người khác, không ăn hiếp người khác, lại đi ức hiếp ta? Trong đời quá khứ, ta đã từng ức hiếp họ, đã từng vị bán họ. Hôm nay, họ trả lại ta từng món một. Món nợ này xong rồi, sau này thiên hạ thái bình, không có chuyện nữa rồi. Vì thế, đối với oan gia, kẻ thù, phải biết xóa bỏ hết tất cả, tâm địa thanh lương, tự tại. Mặc dù đời này chịu thua thiệt, bị lừa dối, bản thân hiểu được là có lẽ đời trước ta đã ức hiếp người ta, chướng ngại người ta. Vì thế, hôm nay người ta đến chướng ngại lại ta. Một trả lại một, món nợ này kết thúc ở đây, xóa bỏ tất cả. Tâm ý đã được cởi bỏ. Sau khi trả xong, không còn nợ nữa. Nếu không trả hết, vẫn là ôm hận trong lòng. Sau này sẽ báo thù, đời đời kiếp kiếp, báo qua báo lại, vĩnh viễn không bao giờ dứt. Mà mỗi lần báo thì lại càng nghiêm trọng hơn, vô cùng đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Nhân quả báo ứng, tơ hào chẳng sai. Tài sản chúng ta bị người trộm mất, sao người ta không đi trộm của người khác, chỉ trộm của ta? Chắc là đời trước ta trộm đồ của người ta, bây giờ người ta trộm lại của mình. Món nợ này trả rồi, không có việc gì nữa rồi. Vì thế, cho dù người ta có hãm hại chúng ta, bất kể thủ đoạn tàn độc đến mức nào, thậm chí chấm dứt mạng sống chúng ta, cũng không nên tính toán. Tại sao vậy? Nợ đến đây xong rồi, hai bên cùng kết thiện duyên. Đời sau thành Phật còn có thể cứu độ người ta. Kết thiện duyên, không tính toán, không bức hại chúng sanh, đấy là tu hành. Tất cả chúng sanh trên đời này không thể không có oan gia, không thể không có trái chủ. Vì chúng ta ở trong lục đạo từ vô tỷ kiếp đến nay, không biết đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh, cũng không biết đã thiếu nợ với bao nhiêu chúng sanh. Luôn luôn là ta thiếu nợ người ta thì nhiều, còn người ta thiếu nợ ta thì ít. Những oan gia trái chủ này, khi nhân duyên chín mùi, dù không quen biết cũng sẽ đòi nợ trả nợ. Việc này được Phật Pháp giảng rất thông suốt, mọi người sẽ dễ dàng lĩnh hội được. Chúng ta trong một đời này, việc không như ý rất nhiều, đặc biệt là môi trường nhân sự không như ý muốn. Phật dạy chúng ta, chỗ nào cũng phải nhẫn nhường. Nhẫn nhường là trả nợ, là hóa giải oán thù, không được để bụng, không được tính toán. Đã biết tướng của chúng sanh lục đạo, cái gì cũng là oan oan tương báo. Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì đền mạng, tuyệt không có đường thoát đâu. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi mà còn phải tị hiện mã mạch chi báo, nghĩa là quả báo ăn lúa mạch của ngựa. Trong truyện về Thích Ca Mâu Ni Phật có chép rằng, khất thực không được gì, người ta dùng thức ăn nuôi ngựa để cúng dường Phật. Khổng Phu Tử có lúc còn nghèo đến mức không có cơm ăn, xem trong Tại Trần Tuyệt Lương. Luận Ngữ chương 15. Khi ở nước Trần bị tuyệt lương thực, học trò đi theo mắc bệnh
đi không nổi. Tử Lộ buồn rầu gặp Khổng Tử nói: quân tử cũng có lúc khốn cùng phải không? Khổng Tử nói: quân tử gặp cùng khốn thì cố chịu được, kẻ tiểu nhân thì lạm dụng làm liều. Người đại thánh cũng không thể vì cả đời tu thiện tích đức mà không chịu quả báo ác. Quả báo là nhân đã trồng trong đời trước. 7.9. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, duyên cha con như thế nào, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Người với người, người với tất cả chúng sanh, nói thật ra đều không ngoài bốn loại nhân duyên lớn này. Duyên đã kết từ nhiều đời nhiều kiếp, chỉ là nặng nhẹ ít nhiều mà thôi. Vì thế không có thứ gì không phải là do tự mình tạo ra cả. Chính vì sự thật như vậy nên Bồ Tát khởi tâm độc niệm đều rất thận trọng, rất để ý. Bồ Tát biết rõ chân tướng sự thật, chắc chắn không sanh ý niệm xấu ác, chắc chắn không làm việc xấu ác. Vì Bồ Tát biết rõ một niệm xấu ác, một việc làm sai nhất định sẽ gây ra những việc không như ý trong cuộc sống sau này. Bồ Tát nếu muốn cuộc sống tự tại vô ngại thì chỉ có cách là không tạo nghiệp ác mới có thể có được cuộc sống như vậy. Mối quan hệ giữa người với người là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn mối quan hệ này là sự biến tướng của nghiệp quả bản thân đã tạo trong đời trước. Hiểu rõ chân tướng sự thật như vậy mới là hiểu biết. Thì ra đời người không có chịu thu thiệt cũng không có được lợi hơn người. Ta bị người ta lừa gạt cũng vui vẻ trả xong một món nợ. Có lẽ trong đời trước ta đã lừa gạt người ta, giờ bị người ta lừa gạt lại, như vậy cũng tốt, món nợ này xong rồi. Bị trộm cũng là do đời trước ta đi trộm đồ người ta, giờ việc này cũng công bằng rồi. Nhân quả vốn là tuần hoàn không dứt. Hiểu rõ chân tướng, tâm ý đã được cởi mở xong. 7.10. Con cháu phải dạy dỗ, nuôi dưỡng cho tốt, chớ nên để lại tài sản cho nó. Phải tu phước cho con cháu, tích đức cho con cháu, thì con cháu mới có thể thọ dụng thật sự. Để lại tài sản, con cháu tưởng là của cải có được rất dễ, thì lại dễ sa đọa và tạo nghiệp. Thường bố thí ân huệ cho người ta, con cháu được báo ân sẽ nhiều. Đối với người ta không có ân huệ gì, niệm niệm đều là tự tư tự lợi, thì đâu ra chuyện báo ân, đều là đến báo oán, đến đòi nợ thôi. Tốn biết bao nhiêu tâm huyết nuôi dạy con cháu, kỳ vọng vào con cháu, đến cuối cùng làm bạn thất vọng. Thật là phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thường. Nghĩa là vong ân bội nghĩa, chưa từng đáp đền. 7.11. Phật nói là ba đời không vọng ngữ thì lưỡi thè ra có thể liếm tới đầu mũi. Phật ở trong nhân địa đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ, vì thế lưỡi của Phật khi thè ra có thể phủ trùm cả mặt. Nếu không chịu tu nhân, ở đâu ra quả báo như thế?